những ai chưa biết đến mình tên là Quỳnh Anh, hiện tại mình 20 tuổi. Và hiện tại mình đang du học hệ đại học tại Đức, mình học Communication Design, tức là ngành thiết kế truyền thông. Cũng khá là lâu rồi thì mình mới làm content ở trên YouTube vì dạo gần đây mình cần ổn định lại cuộc sống cũng như việc học ở trên trường. Thời gian trước thì mình vừa mới tốt nghiệp dự bị xong và sau đó như bao người khác thì mình cần tìm trường và nộp trường đại học. Trong cái khoảng thời gian đấy thì mình đi chơi nhiều quá cho đến khi mà gần hết hạn cư trú rồi thì mình mới bắt đầu lo tìm nhà tìm cửa nên là cũng hơi stress. Và mình cũng không làm được vlog. Cũng không phải là vì quá khó khăn mà do mình ham chơi quá đấy mọi người ạ. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã quay trở lại với mọi người và trong vlog này chính là nhật ký của mình mấy ngày lên trường với cương vị là sinh viên năm nhất. Hôm nay mình có 2 tiết ở trên trường và tiết đầu tiên của mình sẽ bắt đầu lúc 9 giờ. Cách đây khoảng 1 tháng thì mình vừa mới chuyển lên thành phố Düsseldorf và hiện tại mình đang học ở trường Hochschule Düsseldorf. Một cái mụn to. Đây là đi, mệt quá. Mình vừa leo 3 tầng cầu thang xong lại hồn. Tiết đầu tiên hôm nay của mình có là Illustration. Nó là kiểu một tiết mình sẽ tập vẽ minh họa ấy. Ví dụ như đây là bài về nhà của mình. Cái thema của nó là trứng ấy. Ra là kiểu mình không chơi với ai, nên là kiểu đây là hai người bạn của mình hôm nay. Bài tập hôm nay của mình là mình sẽ phải bắt dáng các cái loại hoa quả như kiểu bắt cái form của ví dụ như lựu này rồi bí ngô. Nhưng mà mình thấy cái bài này nó khá là dễ. Thực ra là tại vì ở Việt Nam mình đã học qua rồi để mình thi mỹ thuật công nghiệp. Nhưng mà đối với các bạn người Đức ở đây thì cái môn này khá là khó. Đến cuối buổi thì giáo viên sẽ bảo bọn mình là sẽ gắn hết các cái bài tập từ hôm trước lên và xong rồi là mọi người sẽ nhận xét nhau. Nói chung là kiểu mình thấy cái việc này cũng khá là giống ở Việt Nam, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ở Việt Nam ấy. Mặt mình có dính than chì không nhỉ? Một điều mình khá là thích trong cách dạy ở đây đấy là tất cả mọi thứ đều tự do. Giáo viên dạy trên trường họ không hề ép buộc mình phải theo một cái mô típ hay là một cách vẽ nào nhất định cả, mà tất cả mọi thứ đều tự do, mình hoàn toàn có thể làm điều mình muốn, chỉ là mình phải tuân theo cái chủ đề mà họ đưa ra mà thôi. Tự nhiên mọc một cục mụn to như con ma vương. Thực ra là vào thư viện chỉ là cái cớ là mình không có bạn thôi mọi người ạ. Thực ra là kiểu ở trên lớp mình cũng không chơi thân với ai ấy, mà chỉ chơi xã giao với các bạn người Đức thôi. Tại vì mình biết là đôi khi mình cũng khá là khó khăn trong việc tiếng ấy, thì mình có thể hỏi được, nhưng mà thực ra là để thân thiết thì mình cũng không thân thiết với ai cả. Họ khá là khó để thân thiết. Và mình cũng prefer cái thời gian dành cho bản thân nhiều hơn. Thì nói chung là mình cũng hay đi một mình lắm, nên là mình thấy cái việc đấy nó cũng khá là bình thường và mình cũng quen rồi, nên là không có vấn đề gì hết.
Tiết thứ hai của mình bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Ra kiểu là khi mà lên đại học thì nó sẽ có những cái môn mà mình bắt buộc phải ngồi nghe giảng như thế này. Thực ra mình cũng chả thích đâu tại vì nó hơi chán. Mình cứ ngồi nghe khoảng tầm 3 tiếng đến 4 tiếng thôi. Và xong rồi là hết tiết thì đi về. Eo, mình thích cái này quá. Hay là mình mua cái này cho sinh nhật mình nhỉ? Nhưng mà kiểu mình thích cái này quá nhưng mà nó hơi đắt, 7 đồng lận. Ôi, mình thích cái này quá, không biết có nên mua không. Mình biết là mình hơi đồng bằng bánh bèo nhưng mà kiểu cái này là trông nó iconic ấy, cùng với cả tóc vàng. Ôi xinh quá trời ơi, cảm giác như kiểu Barbie ấy. Ôi xinh quá trời ơi, trời ơi trời. Ok, ok, mình vừa về xong mà mình sau khi kiểu làm đủ được thứ cho một đống chờ trong cái cửa hàng đấy xong kiểu mọi người nhìn mình bằng con mắt kiểu thất thường ấy. Kiểu không kiểu nữa. Thế là mình đi về và mình có một cái cánh. Chưa biết ăn món gì. Mình nghĩ là mình sẽ ăn trứng. Mình cũng chả biết nữa. Quả này hôm qua mình vừa ngâm với trà xong. Kiểu tại vì mình dùng để vẽ nên là kiểu trông. Ok. Mình cũng không biết nữa tại vì mình không phải là một đứa mà thích nấu ăn, nấu nướng các thứ ấy. Mà kiểu mình cũng không bao giờ vào bếp ấy. Thật ra từ trước đến nay mình toàn ăn chùa nhà bạn rồi ăn ké. Ăn ké rồi đi về nhà người thân, người quen để ăn thôi. Thực ra kiểu mình biết mình nên nấu nhưng mà nhờ mình có lò vi sóng. Sau khi đập trứng xong mọi người sẽ có hai quả trứng như thế này. Một tip cho mọi người, nếu mà mọi người không thể làm được một thứ gì thì hãy giả vờ làm nó và biết đâu mình lại làm được nó. Như kiểu mình thực ra mình không biết nấu ăn đâu nhưng mà cuối cùng mình lại biết nấu ăn đấy. You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon my friend. Mình khá là thích ngành học của mình và ngành học của mình là Communications Design nhé, mình thiết kế truyền thông. Thực ra kiểu trong năm đầu thì bọn mình sẽ học những cái gì rất là cơ bản thôi và học lý thuyết là nhiều thôi. Hôm nay mình có một tiết ở trên trường đó là mình sẽ làm quen với máy quay như kiểu đài truyền hình ấy. Thực ra mình thấy cũng khá là thú vị tại vì thực ra môn này cũng là môn bắt buộc và bọn mình sẽ phải làm quen với máy quay, máy chụp rồi các cái technique để mình có thể chụp ảnh rồi quay phim một cách ok nhất. Thank you.
Ok, mình vừa mới học xong và mình sẽ đi về nhà. She stands just like before, but she doesn't look the same. The fear in her eyes, I've seen it before, and she can't recall my name. No, she can't recall my name. And so I sing to her as I fall. Bây giờ chúng mình sẽ đi ra Altstadt đón Halloween nào. Thực ra kiểu trong bọn mình không giống như kiểu sẽ đón Halloween lắm, nhưng mà vlog của tuần này đến đây là hết. Mình nghĩ là mình sẽ hẹn mọi người vào tuần sau nữa, hoặc tuần sau, mình không biết nữa. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ hẹn mọi người vào tuần sau đấy. Thôi, bye bye nha.